Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Xandrin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Extranil cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần: sắt fumarat, vitamin B12, axit folic. Dạng bào chế: viên nén bao phim. Công dụng: điều trị và dự phòng tình trạng thiếu sắt và thiếu axit folic ở phụ nữ có thai và cho con bú khi thức ăn không cung cấp đủ những người kém hấp thu sắt như cắt đoạn dạ dày, viêm teo niêm mạc dạ dày, viêm ruột mãn tính. Trứng da xanh mệt mỏi ở phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt, dòng kinh. Thiếu máu do thiếu sắt, axit folic. Cách dùng, thuốc dùng đường uống. Liều dùng. Liều phòng ngừa, uống một viên mỗi ngày, dùng cho nữ giới từ khi bắt đầu mang thai đến sau sinh một tháng, dùng liên tục 2 đến 4 tháng. Liều điều trị Người lớn, ngày uống 2 đến 3 viên, tối đa 6 viên mỗi ngày. Trẻ trên 12 tuổi, ngày uống 1 đến 2 viên. Chống chỉ định Bệnh nhân quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Không dùng cùng lúc với các chế phẩm có chứa sắt. Hẹp thực quản, túi cùng đường tiêu hóa. Cơ thể thừa sắt như bệnh mô nhiễm sắt, nhiễm hemocyrin, thiếu máu tan máu thiếu máu do suy tủy, người có u ác tính hoặc nghi ngờ bị ung thư. Bệnh đa hồng cầu, loét dạ dày, viêm ruột từng vùng và viêm loét tá tràng. Không dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi và người cao tuổi. Lưu ý khi sử dụng. Không dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi và người cao tuổi. Không uống thuốc Ixandren hết hạn. Uống thuốc Ixandren đúng chỉ định. Tác dụng phụ: sử dụng thuốc xandren có thể gặp phải một số tác dụng phụ không thường xuyên một số phản ứng phụ ở đường tiêu hóa như đau bụng buồn nôn nôn táo bón phân đen không có ý nghĩa lâm sàng răng đen nếu dùng thuốc nước nên hút bằng ống hút trong rất ít trường hợp có thể thấy nổi ban da đã thấy thông báo có nguy cơ ung thư liên quan đến dự trữ quá thừa sắt nhà sản xuất Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Hassan, Dermafarm. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm x đồng thời biết cách sử dụng x sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham